Mấy hôm nay đi Hà Nội về bận lu bu, chưa test con đà này lại cho bạn được. Bây giờ mình sẽ test lại một số chức năng của nó nhé, trước khi vào đóng gói và gửi cho bạn nè. Thứ nhất mình sẽ quay sơ qua về cái ngoại hình của nó. Nói chung em này còn rất đẹp, không có bị trầy xước hay móp méo gì cả, là ngoại hình còn rất là khá. Sử dụng điện 110 nhé. Mình quay sơ qua về cái ngoại hình. Đấy nhé. Nút nguồn ở chỗ này đây. Đây là nút nguồn. Đây, bật nguồn lên nào. Đấy. Bây giờ mình sẽ test CD trước nha. Bỏ CD và chọn chế độ CD. Đấy, chọn chế độ CD xong bắt đầu mình bấm Play. Tông ra thì bát đấy. Đôi mắt em say giữa rừng thiếu nắng. Là bát. Một loài hoa vỡ bên trời chiều. Đường chân soi bóng con em sáng ngời. Tuyến đầu rơi theo cuối tuần. Chôn vùi ngày tháng đã. Bài nhé. Ok nha, phần CD là hoạt động rất ok. Bây giờ mình chuyển qua phần băng nha. Băng thì mình bỏ sẵn băng đây rồi. Mình sẽ chuyển qua chế độ băng ở trên này. Đấy. Mình bấm play đây. Đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu thương trở lại chuyện hai chúng mình. Chạy băng nha, vật mặt bên kia nó hai mặt nha. Đến yêu rồi thì đừng buồn nhé. Hôm nay đầu trước trở lại chuyện hai chúng. Ok nha. Cửa số 2 ok, bây giờ mình chuyển qua cửa số 1 nha. Mình bỏ băng vào nó phải nhận là đĩa 1 đĩa 2 nó sẽ đỏ đèn đây này.
tắt đèn này, đỏ đèn này, nó nhận đĩa, nó nhận băng xong bắt đầu nó play cũng phím này luôn. Lại chuyện hai chúng mình. Vật cỡ mặt khác nha. Tìm đến tương lai xa. Vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đến. Hiện giờ tìm đến tương lai. Ok nha, băng mình đã xong rồi nha. Chuyển qua radio này. Trong bối cảnh đa số vụ tai nạn giao thông tại Nepal được cho là xuất phát từ sự đánh thức xe đã được mở ở Lan Gác như một trạm nghỉ chân cho các tài xế. Chọn chế độ radio đây và tăng giảm băng tần này. Thành phố đã đầu tư hơn 1 triệu ruby để mở trung tâm này. Trong đó, hai phím này là tăng giảm băng tần nhé. Cho lái xe cũng như một chỗ nghỉ ngơi và toilet công cộng cho hành khách. Đây là chương trình đầu tiên kiểu này tại tỉnh Danusa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con này thì FM90 thôi nha. Thông tin quảng cáo.